Chúng ta quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 4 Global Success với sách bài tập bài số 13 Unit 13 Appearance ngoại hình trang 60 phần A của chúng ta liên quan phần phát âm và từ vựng complete and see. Chúng ta có chữ L và chữ R nha. Bây giờ chúng ta có từ round tròn. A round face là một khuôn mặt tròn. Ở đây chúng ta sẽ viết chữ R vào đây. Round là tròn đấy. Bây giờ chúng ta có từ long là dài. Chúng ta có red flower. Red flower là những bông hoa màu đỏ. Red là màu đỏ, flower là hoa. Hoa, bông hoa đấy. Bây giờ listen and repeat. Nghe và lặp lại. My father has a round face. Bố của tôi có một khuôn mặt tròn. My mother has long hair. Mẹ tôi có tóc dài. Qua bài số 3, look, complete and read. Chúng ta hãy nhìn, hãy hoàn thành và đọc to. My brother is tall. Anh trai tôi cao, cao là tall. My sister is slim and tall. Chị gái tôi thì gầy và cao. Slim là gầy. Ok. Slim đúng không nhỉ? Slim. Và có sách nè. Bài số 13 của chúng ta có những cái từ vựng như sau. Đó là tall là cao, short là thấp, slim là gầy, big là mập, to. Rồi chúng ta có những cái miêu tả về ngoại hình như là tóc. Về tóc thì có tóc dài, tóc ngắn. Tóc ngắn là short hair, tóc dài là long hair. Mặt tròn sẽ là a round face, mắt to là big eyes. Rồi. Câu số 2 đó là my sister is slim and tall. Câu số 3, my friend has short hair. Bạn tôi có tóc ngắn. Tóc thì phải là ở đây là tóc là ngắn rồi, short hair. Baby là em bé. Em bé có đôi mắt to sẽ là big eye. Big eyes. Qua phần B trang 61 liên quan phần mẫu câu. Bây giờ chúng ta có từ câu A, tall and slim là cao và gầy. Câu B, long hair là tóc dài. Câu C, look like là nó nằm trong cái mẫu câu hỏi ngoại hình. What does he look like? Hoặc là what does he look like? Draw face là khuôn mặt tròn. Giờ chúng ta coi này, đây là mẫu câu gì? What does your sister look like? Nhá, chị gái bạn trông như thế nào? What does your sister look like? CE thì chúng ta sẽ đưa cái từ tall and slim vào đây. CE tall and slim. Câu số 3, my brother, anh trai tôi has a round face. Anh trai tôi có một mặt tròn. My mother has long hair. Mẹ của tôi có mái tóc dài. My mother has long hair. Sang cái bài số 2, trang 61, Greek and match. Cái này thì liên quan mẫu câu. What does he look like? Là anh ấy trông như thế nào? Thì ở đây cái phần trả lời cho cái câu này nó sẽ là câu C. Đó là anh ấy cao và to. Nhá, anh ấy trông như thế nào? Anh ấy cao và to. Đó là câu he's tall and big. Sang câu số 2, what does she look like? Cô ấy trông như thế nào? Thì câu trả lời đó là she has long hair. Tại sao chúng ta chọn câu A? Bởi vì đây có chủ ngữ là she là cô ấy. Và trong câu hỏi là hỏi cô ấy thì chúng ta phải trả lời là cô ấy. Còn câu A là hỏi anh ấy thì trả lời là anh ấy. Nó phải phù hợp chủ ngữ. Còn câu B, what do they look like? Bọn họ trông như thế nào? Chủ ngữ ở đây là they, là bọn họ. Thì câu trả lời cũng phải là bọn họ. They are này, they're very tall. Bọn họ rất là cao. They're very tall. Vậy là 1C, 2A và 3B. Sang cái phần C là phần listening. Listen and tick or cross. Thì chúng ta có thể nghe. Rồi qua cái phần D là cái phần speaking. Thì chúng ta làm luôn. What does your brother look like? Anh trai của bạn trông như thế nào? Thì chúng ta nhìn hình và chúng ta sẽ trả lời là He's tall. Anh ấy cao. He's tall. Câu số 2, what does your sister look like? Chị gái bạn trông như thế nào? Và chúng ta ở đây, chúng ta thấy một cái mái tóc dài như thế này, thì chúng ta sẽ viết là she has long hair. Sang cái bài E, cái bài reading trang 62, thì chúng ta read and complete ha. Chúng ta có 5 từ, đó là từ has. Cái từ has này dịch là có này. Look, nhà look nó đi với like. Round là hình tròn, short là ngắn, hoặc là thấp,
Chúng ta có hai cách dịch cái từ short này. Tall là cao thì biết rồi. I draw a new girl in my class. Có một cô gái mới trong lớp học của chúng ta. What does she look like? Cái mẫu câu hỏi ngoại hình thiếu từ look. What does she look like? Cô ấy trông như thế nào? She very, cô ấy rất là gì? Cô ấy cao 1m6. Vậy thì ở đây là cao, đúng không? She very tall, cô ấy rất là cao. Bạn ấy rất là cao. Và she, cô ấy cao 1m60, 160cm, 1m6 đó. Và chúng ta đọc tiếng Anh là gì? 160cm. Ok, 160cm. Tiếp theo, does she have long hair? Cô ấy có tóc dài không? No, she doesn't. Không, she has short hair. Không có tóc dài thì có tóc ngắn. Chúng ta liền từ short vào đây. She has, cô ấy có big and round eyes. Có mắt to và tròn. Cái từ chúng ta liền từ tròn đây, round ở đây. Has big and round eyes. Ok, look it again. There's a new girl in my class. What does she look like? She very tall. She 160cm. Does she have long hair? No, she doesn't. She has short hair. She has big and round eyes. Rồi, chúng ta qua bài số 2 bên này. Đó cái bài trang 63. But Rick and March. Chúng ta đọc cái bài này. Và chart lên to Vietnamese. I have some new friends. Tôi có một vài người bạn mới. Cái từ new ở đây chúng ta dịch là mới này. Tôi có một vài người bạn mới tên là Jim, Daisy, Peter and Ming. Jim is very tall. Vậy chúng ta để ý, người ta miêu tả Jim rất là cao. Jim is very tall. He has short hair. Anh ấy tóc ngắn. Okay. Daisy is slim. Daisy thì gầy. She has a round face. Cô ấy có một khuôn mặt tròn. Peter is short. Peter thì thấp. He has big and blue eyes. Anh ấy có một đôi mắt rất là to và màu xanh ra trời. Ming is tall. Ming cao. He has long hair. Anh ấy có tóc dài. Ok. Rồi, Ming thì có tóc dài nha. Bây giờ chúng ta coi bạn Jim. Bạn Jim thì rất là very tall và short hair. Vậy thì chúng ta nói với câu nào? Jim very tall. Đó là cái câu D này. Jim is very tall. Sang câu tiếp theo là bạn Daisy. Chúng ta đọc trên đây và chúng ta thấy là Daisy thì slim và a round face. Vậy thì chúng ta không có slim đây, chúng ta chọn a round face đây thôi, câu C nhé. Bạn Peter thì thấp và có một đôi mắt màu xanh và to. Vậy thì chúng ta thấy Peter, Peter thấp, chúng ta nối với câu B là short. Bạn Minh thì sao? Bạn Minh cao và có tóc dài. Vậy chúng ta sẽ nối với câu A là Minh, Minh với lại long hair. Long hair, ok. Vậy là 1D, 2C, 3B và 4A. Sang cái phần F trang 63, đó là cái phần writing, là phần viết nhá. Hoàn thành câu, chúng ta dựa vào những cái mẫu câu chúng ta học để chúng ta hoàn thành. Chúng ta viết đúng thứ tự của những cái từ thì chúng ta to cho đây. Ví dụ câu 1, cái từ what, đó, từ để hỏi nó đứng đầu câu. What does, và chủ ngữ ở đây là he. What does he look like? Anh ấy trông như thế nào? Câu số 2, chủ ngữ đây là giáo viên của tôi, my teacher. Bởi vì chúng ta thấy là my teacher viết hoa, nó sẽ đứng đầu câu, đóng vai trò chủ ngữ trong câu trong đây. My teacher, động từ to be là is, very, và cái từ tall để cuối cùng. My teacher is very tall, giáo viên của tôi rất là cao. Câu số 3, nó dài hơn một chút nhé. Thì cái nào viết hoa là đứng đầu câu và đóng vai trò chủ trong câu, đó là my sister, chị gái tôi. My là của tôi, sister là chị gái, vậy là chị gái hoặc em gái của tôi. Bây giờ động từ của chúng ta là cái từ has, a round phrase. My sister has a round phrase. Câu số 4, anh trai của tôi sẽ là đứng đầu câu, cái từ my đứng đầu câu, và chúng ta ráp cái từ brother vào. My brother has short hair. My brother has short hair. Anh trai của tôi có tóc ngắn nha. Anh trai của tôi có tóc ngắn. Chúng ta qua bài số 2, chúng ta viết về gia đình của mình. Có mấy người trong gia đình của tôi? Các bạn có thể viết là 4 người cho đơn giản. There are 4 people in my family. They are my, các bạn sẽ liệt kê ra, my father, my mother, my brother and me. My father is tall. He has short hair. Bố tôi cao, có tóc ngắn. My mother is slim, gầy. She has a round face.
Bà ấy có một khuôn mặt tròn. My brother thì chúng ta đang có nói về brother thì chúng ta sẽ để brother ở đây. My brother is tall. Okay. I love my family very much. Tôi yêu gia đình của tôi rất nhiều. Rồi chúng ta tạm dừng cái bài số 13, xác bài tập tại đây. Goodbye and see you later.